Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Hyundai. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2024. Thì hôm nay mình có buổi đi làm để cho anh em cả số khung số máy những chiếc xe mới về đại lý bên mình, để chuẩn bị cho khách hàng đi đăng ký đăng kiểm. Thì hôm nay mình sẽ báo giá qua một vòng những cái mẫu xe đang có sẵn ở bên mình nhé. Đấy, trước tiên thì ở đây chúng ta có một chiếc Accent phiên bản 1.4 AT tiêu chuẩn mọi người nhé. Bản tiêu chuẩn thì chúng ta nhìn thấy đây là cái la răng nó sẽ là màu bạc như thế này. Đây còn bản đặc biệt thì la răng nó 16 inch và nó sơn màu này. Ngoài ra thì bản đặc biệt chúng ta có thêm cửa sổ trời. Còn bản tiêu chuẩn thì không có mọi người nhé. Đây, cho mọi người xem qua màu nội thất, sau đó thì mình sẽ báo giá qua. Đây, bản tiêu chuẩn thì bên trong chúng ta sẽ là ghế lỉ mọi người nhé. Ghế lỉ và không có ga tự động, có đuôi con trôn. Điều hòa cũng là chỉnh cơ thôi. Đó. Đây còn bản đặc biệt bên này đây. Đấy. Bản tiêu chuẩn thì này đang có mức giá là 473 triệu mọi người nhá. Giá hôm nay mình sẽ báo là giá xe và chưa gồm bao gồm chi phí lăn bánh. Thì nếu như mà các bạn có nhu cầu về các cái dòng xe của Hyundai thì liên hệ trực tiếp mình hoặc các bạn Zalo, thì mình sẽ làm báo giá chi tiết lăn bánh ở khu vực các bạn sống. Bản đặc biệt thì 513 mọi người nhá. Đặc biệt ở đây là 513. Đó. Đấy, bản đặc biệt thì chúng ta sẽ có nội thất bọc da. Đó, cái tab ly cửa này cũng là bọc da. Có cruise control. Có điều hòa tự động. Có quan trọng là nó có 6 túi khí mọi người nhá. Bản tiêu chuẩn chỉ có 2 thôi. Đây là cửa sổ trời này. San thì đợt này cũng ít xe rồi. Đó, cho nên có xe nào thì mình báo giá xe đấy thôi. San xăng cao cấp màu xanh là 1 tỷ 188 triệu mọi người nhá. 1 tỷ 188. Đợt trước San nó giảm cũng sâu ấy. Con này trước là 1275, bây giờ 1188. Đây mọi người. Bản pre màu xanh thì có đợt khách hỏi rất nhiều. Đấy, thì lại không có xe. Đợt này có xe thì lại chưa thấy có khách là hỏi. Màu xanh này nó cũng kén khách, còn màu trắng và màu đen thì mình thấy bán được nhiều nhất mọi người ạ. Đó. Accent vẫn là dòng xe chủ đạo. Creta bản tiêu chuẩn nhá. Đây San đây có một con máy dầu màu trắng này. San máy dầu cao cấp màu trắng là 1 tỷ 255 triệu mọi người nhá. À, 1 tỷ 245 xin lỗi mọi người. 1 tỷ 245. Trước là 1 tỷ 375. Bây giờ bán 1 tỷ 245. Creta tiêu chuẩn màu trắng là 579 triệu mọi người nhá. 579 triệu. Creta cũng là một cái mẫu xe mà hiện tại đang được giảm giá nhiều mọi người ạ. Lên đến 60 triệu. Tiêu chuẩn này giảm 61 triệu này. Đó. Creta tiêu chuẩn màu trắng này. Thì cái la răng của nó sơn màu bạc như thế này mọi người nhá. Đó. Hôm nay cho anh em cả hết số khung số máy ấy. Khách hàng lấy là chỉ việc là vào việc thôi, đi đăng ký đăng kiểm. Đây, bên trong nội thất đây. Đó, nội thất màu đen. Con này thì có bản tiêu chuẩn thì là điều hòa chỉnh cơ như thế này. Không có cruise control, 2 túi khí thôi mọi người nhá. Loa thì là 6 loa thường. Đấy, còn bản đặc biệt thì là 8 loa bâu. Đó. Đợt này thuế không giảm thì giá xe giảm khá là nhiều. Đây bản đặc biệt đây. Bản đặc biệt là 629 mọi người nhá. Bản đặc biệt thì chúng ta có cái la răng 17 inch phay xước như thế này. Đó. Rồi. Bên trong chúng ta có 8 loa bâu. 6 túi khí. Tucson bản con này là máy dầu à? Túc dầu. Đúng rồi, con này túc dầu 2.2D này mọi người. Đây, 2.2D. Dầu đặc biệt. Đây, quay cho mọi người xem. Tucson máy dầu à? Thì đây là mình xem giá này.
túc dầu đặc biệt là 941 mọi người nhá. Ngày xưa con này là 1.040.000 đấy. Bây giờ là bán là 941. Túc dầu thì có cần số dạng điện tử rồi. Đó. Đầy đủ các gói an toàn như Hyundai Smart Sense, phòng tránh va chạm điểm mù phía trước phía sau, ga tự động, cruise control giữ làn đường này, giữ khoảng cách. Đây, các bạn xem. Đây. Đây giữ làn đường này. Đây là giữ làn đường này. Giữ khoảng cách này. Cruise control thì mình thấy là phải có cái analytic cruise control này nó mới chuẩn này. Đấy, tức là khi mọi người set đi cao tốc nha thì nó sẽ bám đuổi theo xe phía trước, chúng ta sẽ có nhiều cái khoảng cách. Đấy, 4 hoặc 5 khoảng cách gì đấy. Cần xa tùy mình. Xe phía trước nếu nó phanh thì xe này cũng tự động phanh. Và khi nó tăng tốc thì xe của mình cũng tự động tăng tốc mọi người nhá. Máy dầu của Tucson này thì tiết kiệm nhiên liệu lắm. Ăn ít. Đây. Ngoài nhiên liệu này. 6,3 này, 7,7 và 5,4. Đây là một con Tuk Turbo này. Tuk Turbo thì mọi người nhìn cái vành này. Đấy, vành 19 inch. Còn dầu đặc biệt thì là 18 inch. Giống bản xăng đặc biệt. Dẫn động 4 bánh nhá. Bản turbo thì là dẫn động 4 bánh, còn máy dầu vẫn là dẫn động cầu trước thôi. Đấy. Bên trong nội thất thì nó khác một chút này. Đó. Ghế nội thất là ghế màu lâu như thế này. Đó. Con này để mình xem giá này, bản turbo. Tuk Turbo là ngang nhau nhá. Dầu turbo thì giá ngang nhau, đều là 941 mọi người nhá. 941. Ai thích máy xăng thì lấy máy xăng, còn thích máy dầu thì lấy con này. Máy dầu thì được cái tiết kiệm. Bản turbo thì nó cũng tiết kiệm thôi, máy 1.6 turbo. Đây, cho mọi người xem qua mức tiêu hao nhiên liệu này. 7,2. 7,2, 8,8 và 6,3. Đấy, máy dầu thì tiết kiệm hơn, 6,3. 7,7 và 5,4. Và thứ hai nữa là nó vừa tiêu hao nhiên liệu ít hơn mà cái giá dầu nó lại rẻ hơn nha mọi người nhá. Bản turbo thì nhìn nó đẹp hơn và dẫn động 4 bánh. Cá nhân mình nếu mà để mà đi nhiều thì chắc chắn là mình sẽ lấy máy dầu, nó khỏe hơn. Đấy, như còn nếu mà đi đô thị nhiều thì chúng ta nên ưu tiên máy xăng. Đó. Máy xăng. Đây có một con san dầu nữa này. San dầu báo giá rồi nhá. Creta rồi. Đó. i10 nhá, lên hàng i10 đây. i10 thì có mấy con chạy taxi, sedan bay. Đây con này i10 sedan bay. Số sàn mọi người nhá là sedan bay là 353 triệu. Đó, 353. Con này thì anh em mua taxi chạy dịch vụ này, rất là ok, có thêm cái phần cốp. Kia có một bản AT bản đủ. 1.2 AT bản đủ. Là 406 triệu mọi người nhá. Đây, AT bản đủ 406 triệu. Riêng cái dòng i10 này thì hiện tại hãng đang khuyến mại 1 năm bảo hiểm thân vỏ đối với khách hàng là mua trả thẳng mọi người nhá. Đây là bản sedan. Đây, mấy anh em đang cả xuống số máy ấy. Nô này đều mới về hết này, bản đặc biệt này. Đó. Máy nó rất đơn giản thôi. Máy 1.4, hộp số tự động 6 cấp. Rồi, vừa rồi thì mình báo giá qua các cái dòng xe mà đang có sẵn tại Lý Văn Mình. Thì nếu như ai cảm thấy video hay hữu ích thì nhớ nhấn like, cũng như subscribe, đăng ký kênh để mỗi khi có những video mới, những chính sách mới mình cập nhật lên đây, mọi người đều là người biết để đầu tiên. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.